天才出发。Đoạn video vừa rồi các bạn vừa xem ấy, đó là bước xoay mượn gót hai bên nha các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn bước đó. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé. Các bạn like bài, đăng ký kênh với cả nhấn chuông để nhận những video tiếp theo ở trang kênh của mình. Còn bây giờ chúng mình vào bài. Bắt đầu các bạn nhé. Các bạn đứng chân trái làm trụ. Chân trái làm trụ nha. Các bạn co chân phải lên. Đó. Nhịp thứ nhất, các bạn sẽ đánh gót chân trụ sang phía bên phải và chân phải các bạn hạ xuống tiếp đất bằng mũi chân nhé. Các bạn quan sát và làm theo mình nhé. Một. Đó. Nhịp và nhé. Nhịp và các bạn chú ý nhé. Các bạn co chân phải lên phía đằng sau, về phía đằng sau này. Và gót chân trụ các bạn đánh trở lại. Đó. Và. Nhịp 2 nhé. Các bạn quan sát này. Nhịp 2 chân sau chúng ta hạ xuống và chân phải chúng ta đánh mũi sang. Đó. Đánh mũi sang phía trái. Trở về nhé, chúng ta lại đánh mũi trở về phía trở về vị trí ban đầu. Một, tiếp tục và này, các bạn ý này, gót này, và hai là mũi này, đó, tiếp tục trở về này, đánh mũi trở về này. Một, và xoay gót, hai, xoay mũi, đó, trở về. Một, và gót, hai, mở mũi, trở về, đó. Mình sẽ đến cùng hướng để bạn nhìn cho rõ nhé. Các bạn đứng chân trái làm trụ. Chân trái làm trụ và các bạn chân trái làm trụ co chân phải lên nhé. Nhịp thứ nhất này, đưa chân phải sang và đánh gót chân trái sang phía phải đó. Mình làm lại nhé. Thứ nhất, nó chân trái làm trụ chân phải co. Chân phải sẽ tiếp bằng mũi và gót chân trái cho đánh sang, chúng ta làm đồng thời nhé. Một, đó. Và các bạn sẽ co chân phải về phía sau và gót chân trái các bạn sẽ đánh sang phía bên trái. Và đó, các bạn quan sát nhé. Nhịp 2 nhé, các bạn hạ chân phải xuống tiếp đất bằng mũi và chân trái chúng ta mở gót ra phía trái, à mở mũi sang phía trái các bạn nhé. Mở mũi sang, đó. 2. Trở về chúng ta lại đánh mũi chân trái trở về nhé, mũi chuyên trụ trở về nhé. Đó, lại trở về vị trí ban đầu. Tiếp tục. Một, chúng ta lại làm lặp lại nhé. Một. Và nha, và đánh gót này. Đánh gót và kéo chân phải về phía sau này. Đánh gót chân trụ nhé. Và. Hai này. Hai là hạ chân phải xuống này. Và mở mũi chân trụ sang nhé. Mở mũi sang trái nhé. Hai. Đó, các bạn nhìn rõ chưa? Trở về nhé. Một. Và đánh gót. Hai, mở mũi. Đó. Trở về. Một. Và đánh gót. Hai, mở mũi. Đó. Trở về chúng ta lại lấy mũi chân chúng ta đánh trở về vị trí ban đầu nhé. Đó. Tương tự với chân trái cũng vậy nhé. Chân trái thì các bạn đứng chân phải làm trụ với chân trái các bạn co lên. Nhịp một các bạn cũng tiếp đất chân trái bằng mũi và xoay gót chân phải. Một. Và co chân phải phía sau, đồng thời gót chân trái chúng ta đánh trở lại. À, gót chân phải chúng ta đánh trở lại. Xin lỗi. Chân trái các bạn co về phía sau và chân phải đánh gót. Đó. Hai nhé, các bạn lưu ý này. Mở mũi chân phải sang phía phải và hạ hạ chân trái. Đó. Hai. Trở về, chúng ta lại đánh mũi chân phải trở về nhé. Đó. Tiếp tục lại. Một. Gót. Và. Và thu chân về và xoay xoay gót nhé. Và hai là mở mũi. Hai. Đó. Trở về. Lại xoay mũi trở về.
một và hai. Đó, mình hơi hơi mất thăng bằng một chút. Trở về, một và hai. Đó, các bạn quan sát rõ chưa? Một và hai. Trở về, một và hai. Trở về, nó nhanh hơn một chút các bạn nhé. Một và hai. Trở về, 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 bên trái cũng vậy các bạn nhé. Một và hai. Trở về, một và hai. Trở về, một và hai. Trở về, một và hai. Trở về. Đó. Có một cách nữa nha các bạn nhé. Một cách nữa đó là chân trụ chúng ta không thay đổi, nhưng mà chân động các bạn sẽ có sự thay đổi. Đó là các bạn sẽ không đưa chân động sang ngang, mà các bạn sẽ đưa lên trên, đưa chếch 45 độ lên trên, không đưa ngang như vậy nhé. Đưa chếch 45 độ lên phía trên. Đó. Đó, còn chân trụ và mọi thao tác khác thì không thay đổi các bạn nhé, y như cũ. Đó, trở về này. Một, đưa lên trên đó. Và hai. Trở về. Một và hai. Trở về. Một và hai. Trở về. Đó. Không thay đổi nha các bạn nhé. Thay đổi mỗi chân động nha. Các bạn đưa lên trên, không đưa sang ngang nhé. Và hai. Trở về. Một và hai. Trở về. Một và hai. Trở về. Một và hai. Trở về. Đó, bước này thường thường là dùng trong bước trước khi để chúng ta xoay 360 thì thường thường là hay có bước đệm là dùng bước này các bạn nhé. Không đưa ngang mà đưa chếch lên trên nhé. Đưa chếch lên trên. Chếch 45 độ lên trên. Còn chân trụ không thay đổi nhé. Chân trụ chúng ta vẫn xoay gót mũi như vậy, không thay đổi. Một và hai. Một và hai. Trở về. Đó. Bên phải cũng vậy các bạn nhé. Cũng chếch 45 độ lên trên như vậy. Một, hai. Trở về. Một và hai. Trở về. Một và hai. Trở về. Một và hai. Đó. Các bạn cố gắng nhé, cố gắng tập bước này nhé. Chúc các bạn là luyện tập thành công. Các bạn nhớ like bài, đăng ký kênh với cả nhấn chuông để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.